Chào mừng mọi người quay trở lại với channel Bản Sắc Vùng Cao ạ. Quý vị ơi, Nu đang có mặt ở lễ hội Chũ Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang ạ. Đây các bạn ơi, thời điểm bây giờ Nu quay khoảng 3 giờ chiều, rất là đông. Hôm nay Nu lại đưa quý vị xuống núi. Ở đây không thuộc vùng núi quý vị, ở đây thuộc khu vực gần như là đồng bằng rồi ạ. Đây Nu sẽ đưa quý vị đi chơi nhé, xem cái lễ hội này có gì hay. Đây, đây hướng này các cô các chị dân tộc Nùng đây ạ, rất là xinh gái luôn. Đó, mình lại đi qua và thấy chị em bạn bè nào gần gũi hơn thì mình bắt chuyện nhá quý vị ơi. Đây, hướng này là hướng đài phun nước quý vị. Chào hai chị đẹp gái. Hai chị này xinh nhỉ? Đẹp gái. Già rồi. Các chị người đây à? Cẩm Sơn ạ. Cẩm Sơn là gần đấy nhá. Vâng. Em ở trên Lạng Sơn. Lạng Sơn. Vâng. Dạ. Chương trình là chụp ảnh. Hát song hào ấy. Hát song hào. Và chị đi chơi vẻ nhá. À, cái này là cái gì đấy à cô bà? Cái dây buộc tóc ý. À, dây buộc tóc à? À, đây các cô bà mua cái bàn hàng như thế này ạ. À, cái này cho trẻ con đấy chứ. À. Ồ. Cháu quay một tí nhá cô ơi. Đây à. Cô bán cái thuốc gì đây à? Thuốc gì đây à? À đâu xương khớp. Dạ dạ. À. Thuốc gì cũng có. Sắp hết rồi. Vâng. Hôm nay lấy về nhà cái bán được à? Đây là cái chị này lại mua gì đấy? À bán gì đây à? Đây mọi người mua rất là đông. Mi Hẳn ơi. Thôi chị này xinh kìa, bán hàng mà chạy quá. Ồ cái đấy là cái gì đây? Cái này là cái thuốc nhuộm. À thuốc nhuộm à? Thuốc nhuộm váy. Cho em xem với nhá được không? Ừ, được. Mày mở ra xem hỏi. Cái này là nhuộm váy hồng đây là lấy đi. Cái này à? Lấy cho bà đi. Cái áo này à? Đây là làm vải, vải như bà đang mặc kìa. Em thuốc nhuộm đây quý vị. Vâng ạ. Áo vừa luôn nào. Cái này lục cát rừng nó đáng luôn này, lên cho em đi. Dạ. Cái này là của bà đấy, bán từ nhà trẻ đen luôn. Vâng. Em bán từ trước đến giờ không có áo đâu. Chị đẹp. Xinh gái này bán chạy lắm ấy nhờ, chị nhờ. Bán hết rồi, hàng hết rồi. Thảo nào xinh gái thế mà. Ok, chúc đắt hàng nha chị ơi. Ở đây là các cô bán cái mặt hàng như thế này quý vị. Đây. Cô này là người giao nhờ. Nhưng mà lại bán ôi nhà cái cô này người giao mà lại bán đồ của người Nùng này. Một cái bao nhiêu hả cô? Đây các cô chị mua. Mình lại gặp cái chị này, rất là quen luôn ạ. Hai, xin chào chị. Chị này ở Bắc Sơn, hay bán rất là xa. Họ bán những cái mặt hàng như là thuốc nam đấy ạ. Thuốc nam của dân tộc Dao. Đây hướng này nữa các bà bán hàng, bán những cái mặt hàng sản phẩm trang phục truyền thống ạ. 50.000. Đây cái video Nu quay vòng cho quý vị xem nhé.
Đây hướng phía đây là quảng trường đây, mọi người đang nhảy múa hát bên kia, rất là nhiều tiếng nhạc và mình không quay được nhiều. Có những cái hoạt động nhảy múa, mọi người vui xuân đấy ạ. Bây giờ mới là tháng 2 thôi quý vị. Các bạn ở hướng này là các cô chị đang bán thúng ạ. Những cái sàng như này quý vị. Đây. Mọi người đang mua những cái sản phẩm, những cái dụng cụ nông nghiệp ạ. Xem kiểu anh. Vâng, được rồi. Là đông lắm quý vị. Đây, đông lắm ạ. Mình cứ đi thôi, mọi người cởi mở hơn thì mình nói chuyện. Đây khu vực này đông lắm quý vị. Đây quý vị ơi, Nú đang có mặt ở giữa quảng trường đây ạ. Đây khu vực bên này rất là nhiều tiếng nhạc và bị bản quyền, nên là Nú đứng ở đây thôi quý vị ơi. Đây. Hôm nay gần như là mọi người đến rất là đông đủ, bởi vì lâu lâu mới có một cái lễ hội như ở trên Lạng Sơn mình, xuống rất là nhiều. Đó. Đây thì mình thấy các cô ở Cao Lộc mặc những cái bộ trang phục như thế này là Cao Lộc. Đó. Khu vực này là rất là nhiều cô chị đẹp nha. Cho em chụp kiểu nha. Hey. Chụp chị đây à? Ôi, toàn các chị đẹp. Chưa, 2, 3. 2, 3. Nhìn đẹp chưa? Tạo dáng đi, tạo dáng đi, em đi qua một cái. Để em đi qua cái. Ôi, đẩy lên lô. Các chị này đẹp thật đấy nhở? Đẹp thật mà. Nhưng mà các chị người đâu à? Không biết người đâu chú nhở? Các chị này người ở đâu à? Ở đâu à? Ở tận đâu? À, Lục Ngạn này à? Em quay như thế này là về các anh các chú là nhớ lắm ấy. Thật đấy. Không phải đùa đâu. Dạ. Rồi. Các cô chị ở đây luôn ạ. Đây mọi người vui chơi rất là vui ở đây ạ. Wow, nhạc này không bản quyền quý vị ơi. Xem có gì hay ở trong này không ạ? Chị đây cả ngồi à, đây ạ, và là không ạ.
áo xanh kia. Đi ra ngoài đi. Ở hướng này các bạn ơi, rất là đông ạ. Mọi người hát xin ở trong này quý vị. Quay chiều cùng thế nước đây nhiều tiếng nhạc nên là mình rất ít được ghi hình, ít ghi hình được. Hôm nay thì mọi người đang nhảy những cái làn điệu tự do đấy, và điều bây giờ mới là đông quý chị này, cần keo ấy chứ nông quá, cần nông mà mặc như thế này là không phải với không phải đâu. À cái chuyện này sao đi lạc cái này? Lạc rồi phải không? Ok, chờ với chị một chút. Cho em xin cửa ảnh được không? Đấy. Trẻ nha các chị, trẻ nha. Cho em xin cửa ảnh nhá. Được không? Không được em chụp rồi. Đúng rồi, chụp đẹp đẹp vào. Ơi. Đúng rồi đấy. Đấy. Cười cười nhá, cười nhá. Chưa thấy chị nào cười đâu. Ok rồi. Mọi người ở đâu ấy à? Các chị người ở đâu à? Lục Ngạn à? Hồng Vân à? À nhờ. Chị nào cũng đẹp ơi nhờ. Ờ mọi người sắp về chưa? Sắp về rồi à? Về làm gì sớm? Đi hát xi chưa? Xem đầy cầu sáng. À rồi, anh cảm ơn nha.
À, nghệ sĩ khu vực này. Đây ạ. Đây, tôi đưa quý vị đi qua đây nhé. Qua đây thì các chị các bạn đã xì vừa nhảy không xin lỗi quý vị điệu then đấy ạ. Đấy, các bà đang múa then. Đã về đã cô ơi, sớm mà nóng quá.